Vỏ nhẫn xoàng, hàng này là hàng đặc, đặc ruột luôn, đặc ruột là vàng đó, vàng về bịch. Sáu chấu tôn hồ và 3D ba mặt xoàng, có nghĩa là full kim cương luôn ở tất cả các mặt. Trọng lượng nặng 8,27 gram vàng, vàng ý 7/50, có bao gồm là 10 viên hộp xoàng từ 3 ly cho tới 2 ly 8, 36 viên hộp xoàng 1 ly rưỡi, 1 ly 6 và 56 viên hộp xoàng từ 1 ly 1 đến 1 ly. Giá của chiếc nhẫn xoàng này hiện tại đang có giá là 87 triệu 200 ngàn đồng. Lên cái viên chủ là 9 ly 3, nước ai, độ sạch là 1 vi. VS1 có 3 cái excellent, fluorescent của nó là medium. Nước IGK thì mình đeo là medium dark blue, nó làm cho cái viên mình nó trắng tầm cỡ nước H và nước G. Viên này nó chỉ có một vi thôi là VS1, nhưng hai giấy kiểm định nha, một giấy kiểm định quốc tế GAA và một giấy trong nước đó là giấy PNG. Lên cái viên chủ, lên cái vỏ này thì cực kỳ đẹp luôn. Bởi cái viên chủ nó là giác cắt siêu đẹp rồi, mà nó là 9 ly 3, nó rất là bự. Đeo lên cái vỏ này nó cực kỳ là đơn giản, nó tôn hộp hơn 3 carat. Mà đeo cái vỏ này thì không có gì để mà bàn cãi hết. Và đây là một trong những cái viên kim cương của giác cắt rất là đẹp nha. Hai kiểm định VS1, đeo như vậy là mình ngợi hơn. Nếu mà mình mua VVS1 thì giá nó là tầm 1 tỷ 600 triệu, còn cái viên này chỉ có 970 triệu thôi, quá rẻ cho một cuộc tình này rồi. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 463131 nha quý khách yêu thân thương của em.